Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ ngành địa phương cơ quan liên quan về tiến độ triển khai dự án đường dây 500 kV mạch 3 phố nối Quảng Trạch. Tình hình khả năng cung ứng điện trong các tháng cao điểm năm 2024, 2025 và các năm tiếp theo, tình hình triển khai quy hoạch điện 8. báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đến nay dự án đường dây 500 kV mạch 3 phố nối Hưng Yên, Quảng Trạch, Quảng Bình đã hoàn thành giải phóng bàn giao mặt bằng tại 100% vị trí móng cột, 93% khoảng néo, 7 tỉnh chưa hoàn thành bàn giao hành lang tuyến. Các thiết bị vật tư nhập khẩu như xứ, phụ kiện dự kiến đầu tháng 6 năm 2024 sẽ về nước. Dự kiến kết thúc dự án cột vào ngày 15 tháng 6, hoàn thành néo dây vào ngày 20 tháng 6. Những ngày cuối tháng 6 sẽ tiến hành nghiệm thu, đóng điện đưa đường dây vào vận hành ghi nhận kết quả triển khai xây dựng đường dây 500 kV mạch 3, Thủ tướng Chính phủ biểu dương hoan nghênh các bộ ngành địa phương, nhất là người đứng đầu đã nỗ lực tập trung và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong triển khai dự án, đặc biệt đánh giá cao sự vào cuộc ủng hộ của nhân dân, nỗ lực của Tập đoàn Điện lực và Tổng công ty chuyên tài điện và hơn 8.000 cán bộ công nhân, kỹ sư trên công trường. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương, đơn vị, cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động nỗ lực hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa, theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn vượt qua khó khăn, thách thức, với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, làm việc xuyên ngày nghỉ, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, bàn làm không bàn lùi, thúc đẩy thi công dự án bảo đảm đúng tiến độ, nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, bảo đảm tái sức lao động và quyền lợi của các chủ thể liên quan, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân nơi đường dây đi qua, bảo đảm đóng điện, đưa vào vận hành đường dây tải điện 500 kV mạch 3, phố núi Quảng Trạch trước ngày 30 tháng 6. Về việc bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong thời gian cao điểm, nhất là tháng 6, Thủ tướng yêu cầu phải chuẩn bị các phương án cao nhất có thể, xấu nhất có thể để không bị lúng túng bất ngờ, dứt khoát không để xảy ra thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào.